Mình luôn muốn đem con người thật của mình đến trước tất cả mọi người. Khi mà mình sáng tác bài hát, người mà mình cần phải chinh phục đầu tiên đó chính là mình. Với sự chuyên tâm trong niềm đam mê âm nhạc, Sơn Tùng MTP chưa bao giờ là cái tên hết hot trên các bảng xếp hạng âm nhạc. Anh được xem như một chàng trai từ underground đến overground. Không ai nghĩ được một cậu nhóc lớp 10 với niềm đam mê âm nhạc ngày nào giờ đã trở thành một cái tên trên đỉnh vinh quang. Trong cả sự nghiệp của mình, anh đã gặt hái được nhiều thành công khó tin khi không chỉ trong nước, mà ngay cả những khán giả nước ngoài khi nghe đến nhạc của anh đều phải gật gù. Hay nói cách khác, anh chính là người đã đưa âm nhạc Việt Nam ra nước ngoài và vươn tới một tầm cao mới. Bên cạnh đó, anh còn nhiều lần là đơn cử của một quốc gia ở Đông Nam Á, có sản phẩm âm nhạc nằm chễm chệ trên top các bảng xếp hạng âm nhạc thế giới như Mỹ, Hàn. Thậm chí nhóm nhạc đình đám như BTS đôi khi còn bị nam ca sĩ quê Thái Bình vượt mặt một cách đầy ngỡ ngàng. Bạn đã biết hết về vị chủ tịch Vpop này chưa? Hãy cùng khám phá những sự thật về Sơn Tùng và sự thành công đáng nể của nam ca sĩ này. Đừng quên điểm danh xuống dưới nếu bạn là một Sky nhé! Khối tài sản khủng. Với sự nghiệp âm nhạc rực rỡ và thành công, tờ báo South China Morning Post từng ước tính Sơn Tùng sở hữu khối tài sản khổng lồ lên đến 2,5 triệu đô la Mỹ. Hiện anh đang sống tại một căn hộ chung cư cao cấp sang trọng tại quận 7. Vào sinh nhật thứ 24 của mình, anh đã có những chia sẻ đầu tiên về không gian sống tại đây. Căn nhà được lấy tông màu trắng và ghi được phối rất hiện đại, dù không quá rộng lớn nhưng lại vô cùng đầy đủ tiện nghi. Sơn Tùng còn treo rất nhiều ảnh gia đình trong phòng ngủ của mình để phục vụ cho nhu cầu đi lại và công việc. Sơn Tùng đã tạo cho mình chiếc Grand Evoque màu đỏ với giá khoảng 3 tỷ đồng. Anh còn sở hữu xế hộp Mercedes AMG G63 giá trị gần 11 tỷ. Bên cạnh đó, anh chàng đầu tư khá nhiều vào trang phục khi liên tục xuất hiện với những bộ cánh và phụ kiện đắt đỏ có giá lên đến cả tỷ đồng. Không chỉ đời thường mà ngay cả trong các MV của anh, từng bộ đồ khi được bóc giá phải khiến các fan ngã ngửa. Như chỉ trong MV Muộn rồi mà sao còn, anh đã chi đến tận 2,3 tỷ đồng cho riêng trang phục. Mỗi sản phẩm được cho ra mắt, nam ca sĩ gốc Thái Bình đều rất chịu chi. Mạnh tay nhất có lẽ là MV Hãy trao cho anh, khi Sơn Tùng chi tiền khủng để mời nam rapper đình đám Snoop Dogg về tham gia. Giá trị của MV khi phát hành lên đến con số 66 tỷ đồng. Bạn có thích chiếc MV tiền tỷ của anh không? Comment xuống dưới nhé! Là một ca sĩ nổi tiếng, Sơn Tùng MTP thường xuyên được mời đến tham dự những show âm nhạc cực kỳ hoành tráng. Một người có tiếng trong nghề từng tiết lộ rằng các cát-xê của Sơn Tùng cao khủng khiếp khi lên tới 1,2 tỷ cho một show. Đây được xem là mức cát-xê cao nhất Việt Nam hiện nay. Bên cạnh đó, Sơn Tùng còn ký nhiều hợp đồng giá trị khi làm gương mặt đại diện cho nhiều nhãn hàng, thương hiệu lớn như Oppo, Vitis, Yamaha, Jollibee, Avimoda, Shopee. Dù tuổi đời còn khá trẻ, nhưng Sơn Tùng đã có cho mình một cơ ngơi và vị trí rất vững chắc trong làng nhạc Việt khi tự xây dựng một công ty âm nhạc riêng, tự quản lý và sản xuất ra những sản phẩm hoàn toàn được đánh giá cao. Những điều này đều bắt nguồn từ niềm đam mê âm nhạc cháy bỏng kể từ khi Sơn Tùng còn ngồi trên ghế nhà trường. Phần tiếp theo, hãy cùng thế giới sự thật khám phá con đường sự nghiệp khó tin của Sơn Tùng MTP nhé! Con đường sự nghiệp Sơn Tùng MTP. Tôi nghĩ trong đầu bây giờ mà làm như thế là phải mua máy tính, mà gia đình em thì bố mẹ em không thích cho em liên quan đến máy tính này, tại vì nghĩ đến máy tính là ôi giời, là chat chít này rồi game riết không chịu học hành. Theo anh chia sẻ, từ nhỏ gia đình của anh đã quan tâm rất khắt khe về việc tiếp xúc với các thiết bị điện tử, thế nên Sơn Tùng đã cực kỳ vui sướng khi được người thân hỗ trợ cho một dàn máy tính cũ để tập tành làm nhạc. Anh cùng bốn người bạn của mình đã lập nên nhóm nhạc Overband và có được sản phẩm đầu tiên ngay từ khi mới học lớp 10. Mặc dù là tay mới, nhưng sản phẩm này là một phần động lực cho anh bước tiếp khi nhận được sự phản hồi tích cực từ mọi người và được biểu diễn trên một sân khấu lớn. Qua đó, anh cùng một số người anh khác hợp tác với nhau và cho ra tác phẩm Cơn Mưa Ngang Qua vào năm 2011. Có thể nói, thời điểm Cơn Mưa Ngang Qua được ra lò, nó nhanh chóng chiếm lĩnh thị trường âm nhạc Việt Nam khi vượt mặt nhiều gương mặt kỳ cựu để lên bảng xếp hạng. Bên cạnh đó, bạn có thể nghe được bài hát này ở bất cứ đâu, từ tiệm cắt tóc, quán cà phê. Cũng từ đó, Sơn Tùng lấy nghệ danh là MTP, viết tắt của Music, Tài năng và Phong cách. Hẳn mọi người đều biết, Sơn Tùng đỗ thủ khoa vào trường Nhạc viện Thành phố Hồ Chí Minh với số điểm cao. Thế nhưng ít ai biết, anh từng được gia đình hướng theo một ngành nghề khác. Bốn mắt em thi vào một cái trường liên quan đến kinh doanh, rồi năm sau mới cho em thi vào trường Nhạc viện. Anh từng chia sẻ, để chạm đến ước mơ, tôi phải là người trải nghiệm bản thân và từng bước đi trên con đường của mình. Nhờ sự kiên trì của Sơn Tùng và sự thuyết phục của người dì mà anh đã thành công thi vào Nhạc viện và theo đuổi ước mơ. Năm 2013, một bước tiến mới trong sự nghiệp của Sơn Tùng khi anh cho ra các loạt hit
Nắng ấm xa dần, đừng về trễ nha, em của ngày hôm qua. Trong đó, em của ngày hôm qua đã đạt thành tích 100 triệu lượt nghe trên Zing trong vòng 3 tháng. Đây là một kỷ lục đối với nhạc Việt lúc bấy giờ. Thời mới chập chững vào nghề, anh từng hợp tác với nhạc sĩ Huy Tuấn, sau lại chuyển sang ông bầu mát tay, Quang Huy. Năm 2014 là năm đánh dấu cột mốc đầu tiên ở vai trò diễn viên của Sơn Tùng khi tham gia dự án phim Chàng trai năm ấy cùng Harry Won. Bạn đã xem bộ phim này chưa? Chia sẻ cảm nhận cho mọi người biết nhé! Sau bộ phim, tên tuổi của Sơn Tùng MTP lại sang tiếp một chương mới. Sau vài năm dấn thân vào làng nhạc, năm 2015, Sơn Tùng vinh dự nằm trong danh sách ứng cử viên và đại diện cho Đông Nam Á tham dự giải MTV EMA. Đây là một trong bốn hệ thống giải thưởng danh giá nhất của MTV trên trường quốc tế. Tối ngày 9 tháng 1, 2016, Sơn Tùng đã tổ chức live show đầu tiên của mình với một lượng fan vô cùng hùng hậu. Có nhiều người hỏi mình rằng mình làm cái live show này ra để làm gì. Mình chỉ nghĩ đơn giản rằng đó là một cái sân khấu mà mình muốn dành đến cho tất cả các khán giả, đại gia đình Sky của Tùng. Những ai yêu thương luôn ở bên, chia sẻ, ủng hộ những bài hát của Tùng. Cuối năm 2016, Sơn Tùng gây bất ngờ khi rời khỏi vòng tay của ông bầu Quang Huy. Tuyên bố tự mở một công ty riêng mang tên Sơn Tùng MTV với sản phẩm đầu tiên là Lạc Trôi. Điều bất ngờ là dù là tay non khi mới thành lập cơ ngơi riêng, thế nhưng sản phẩm đầu tay của công ty lại thu về một chuỗi thành tích cực khủng, thậm chí còn vượt nhiều sao quốc tế về lượt nghe. Có lẽ trong V-Biz, chỉ có Sơn Tùng mới là người có thể làm được điều này. Thêm vào đó, anh là một trong những người đã góp phần việc đưa sản phẩm âm nhạc Việt Nam ra thế giới khi kết hợp cùng nam rapper đình đám Snoop Dogg trong dự án Hãy Trao Cho Anh. Anh từng chia sẻ, giấc mơ đẹp nhất của anh là đem tiếng Việt ra thế giới bên ngoài, và nay anh đã làm được điều đó. Phải nói trong cả sự nghiệp, Sơn Tùng đã gặt hái được rất nhiều thành công. Hãy cùng xem lại những thành tích nổi bật của anh chàng Thái Bình này nhé! Những thành tích đáng nể. Tại vì em rất sợ là em bị một màu. Thế cho nên là nghệ sĩ luôn luôn phải thay đổi, nghệ sĩ không thể bảo thủ. Với những sự thay đổi và cống hiến xuất sắc trong nền âm nhạc, Sơn Tùng đã là gương mặt thân quen khi liên tục nhận được các giải thưởng có giá trị trong nước hàng năm. Đặc biệt, khi anh còn nhận được rất nhiều giải thưởng mang tầm quốc tế như Web TV Asia Award, Mnet Asian Music Award, SBS Pop Asia và các giải tương tự khác. Ngay từ những ngày đầu, MV Em Của Ngày Hôm Qua đã đạt cột mốc 40 triệu lượt xem chỉ trong vòng một thời gian ngắn đăng tải. Đây là một kỷ lục mà ít ca sĩ mới vào nghề nào mà có thể đạt được. Thậm chí Sơn Tùng còn vượt mặt cả nhóm nhạc đình đám BTS của K-pop khi mất hơn 3 tiếng để đạt cột mốc 20 triệu view với MV Nơi Này Của Anh. Kể từ khi bật lên trở thành cái tên hàng đầu của làng nhạc, người ta có thể gọi Sơn Tùng là chúa tể trending bởi anh cứ ra bài nào lại hot bài đó. Đến nay đã có tổng cộng 8 MV của Sơn Tùng ngồi vào vị trí này. Sơn Tùng còn là ông trùm trụ top khi các sản phẩm liên tục chiếm lĩnh ngôi vương, trong đó MV lâu nhất chính là Có Chắc Yêu Là Đây với thời gian gần 20 ngày. Thậm chí, trong top 10 MV đạt triệu view nhanh nhất của Vpop, Sơn Tùng chiếm đến 4 vị trí. Trong đó có cả quán quân và á quân. Thêm vào đó, Sơn Tùng cũng là ca sĩ nằm trong top MV có lượt công chiếu cao nhất. Sản phẩm Chúng Ta Của Hiện Tại khi công chiếu đã đạt 1,5 triệu lượt xem. Con số này ngang bằng với cả bài On của nhóm nhạc BTS. Không chỉ ở Việt Nam, Sơn Tùng còn được xem là người mang sứ mệnh đưa âm nhạc Việt Nam vươn tầm quốc tế. Đẳng cấp nhất là màn càng quét với siêu phẩm Hãy Trao Cho Anh. Màn kết hợp đỉnh của job giữa Sơn Tùng và Snoop Dogg chỉ mất 8 phút để đạt 1 triệu lượt xem, mất 6 tiếng để chạm tay vào vị trí top 1 YouTube Việt Nam. MV còn càng quét sang các nước khác và nằm ngay ngắn trên nhiều bảng xếp hạng nước ngoài. Đặc biệt, ca khúc này còn chiếm giữ vị trí thứ 14 trong top thịnh hành toàn cầu và là MV được xem nhiều nhất thế giới trong vòng 24 giờ. Sơn Tùng MTP cũng là ca sĩ Đông Nam Á đầu tiên có ca khúc lọt vào bảng xếp hạng Billboard Global Excluding của Mỹ. Cụ thể, ca khúc Muộn Rồi Mà Sao Còn của anh chính thức cán mốc ở vị trí 126 trên 200 của bảng xếp hạng này. Đi cạnh sự nổi tiếng luôn là những sự ganh đua của người khác. Trong quá trình phát triển của mình, Sơn Tùng từng gặp rất nhiều khó khăn. Hãy cùng xem tiếp nhé! Những drama trong sự nghiệp. Trong 8 năm sự nghiệp ca hát, Sơn Tùng từng dính phải nghi án đạo nhạc đến tận 16 lần. Cứ phải nói, mỗi lần nam ca sĩ ra một bài hát mới là cư dân mạng lại lục tung cả thế giới âm nhạc để tìm xem những điểm giống nhau với bài nhạc của anh. Các anti-fan đã lập rất nhiều so sánh với các bài nhạc từ Hàn Quốc, Nhật Bản cho đến các sản phẩm Âu Mỹ cũng có. Nổi bật nhất là bài Chúng Ta Không Thuộc Về Nhau bị so sánh với bản We Don't Talk Anymore của Charlie Puth và Selena. Thêm vào đó, sản phẩm Có Chắc Yêu Là Đây của anh từng bị GC, một kênh chuyên làm nhạc và bán beat nước ngoài đánh bản quyền.
tuy nhiên sau đó lại bị rút khiếu nại và thậm chí bày tỏ sự yếu thế với ca khúc này. Mặc dù mọi chuyện chỉ dừng lại ở mức nghi vấn, nhưng nó cũng ảnh hưởng ít nhiều đến danh tiếng của anh. Thay ở việc đọc báo, thay ở việc lên Facebook quá là nhiều, mình hãy dành thời gian đó cho âm nhạc, dành thời gian đó cho cảm xúc, cho đam mê. Dù lâm sâm, nhưng anh vẫn tiếp tục cố gắng để thể hiện cái tôi riêng trong âm nhạc của mình đến khán giả. Hết nghi về làm nhạc, một lượng anti-fan lại soi về những cách ăn mặc của anh. Họ cho rằng anh đang bắt chước nam ca sĩ nổi tiếng G-Dragon của nhóm Big Bang. Tuy nhiên, nhiều người đã lên tiếng bảo vệ Sơn Tùng và cho rằng mọi thứ đang làm quá lên khi nhiều ca sĩ nổi tiếng, thậm chí là GD cũng từng mặc những bộ cánh chung với nhiều ca sĩ khác như Justin Bieber chẳng hạn. Bên cạnh những sản phẩm âm nhạc, anh chàng còn từng bị tố là có tính ngôi sao, không tôn trọng và khinh thường người khác. Thậm chí anh còn bị tố là tự ý hủy show diễn và bồi thường tổn thất lên đến 600 triệu đồng. Chưa dừng lại ở đó, đời tư của nam ca sĩ cũng được mọi người soi đến từng ly từng tí để mất vướng vào những lùm xùm về trà xanh. Dù vướng nhiều thị phi, thế nhưng anh chàng cũng không lên tiếng đính chính. Có lẽ với anh, nếu mình làm đúng thì không có gì phải sợ. Sau nhiều năm bươn trải với những thành công và khó khăn, anh đã tự tạo nên cho mình một cơ ngơi, MTP Entertainment. Hãy cùng tìm hiểu một chút về công ty này nhé. Công ty MTP Entertainment. Sau 30 tuổi, em sẽ không làm ca sĩ nữa. Để chúng ta dồn hết tâm huyết và công sức của mình để tạo nên một thế hệ mới, trẻ, đầy tài năng hơn. Dù đang ở trên đỉnh vinh quang của một ca sĩ nổi tiếng, thế nhưng Sơn Tùng lại tuyên bố ngừng hát để lui về sau và hỗ trợ cho những mầm non mới. Và đó sẽ là nền tảng và hướng đi của MTP Entertainment trong nhiều năm tới. Ở thời điểm ban đầu, vốn điều lệ của công ty chỉ ở mức 3 tỷ đồng. Tuy nhiên, sau một năm đi vào hoạt động, công ty đã đạt 40 tỷ đồng doanh thu và gần 15 tỷ đồng lợi nhuận. Chỉ sau 3 năm thì mức lợi nhuận đã lên đến 51 tỷ. Ngoài ra, anh còn lập thêm hai công ty dưới trướng là MTP Talent và MTP and Friends với nhiều dự án lớn trong ngành giải trí. Những cái tên đầu tiên dưới trướng của MTP Entertainment chính là Cây Trần và Hải Tú. Phải nói Sơn Tùng là một ông bầu mát tay khi các nghệ sĩ dưới trướng đều cực kỳ thành công và độ phụ sóng. Sau màn ra mắt MV Chúng Ta Ở Hiện Tại của Sơn Tùng, Hải Tú bỗng vụt thành ngôi sao sáng với lượt theo dõi tăng chóng mặt và hot face trên các mặt báo. Bên cạnh đó, Cây Trần cũng lột xác một cách đáng nể với MV đầu tiên Nắm Đôi Bàn Tay đã thu về 10 triệu lượt xem trong 3 ngày. Một thành tích đáng mơ ước trong sự nghiệp của anh chàng. Bạn có thấy nể phục với sự nghiệp của Sơn Tùng MTP không? Chia sẻ cho mọi người biết nhé! Xin chào và hẹn lại các bạn trong những video tiếp theo.